xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, từ đêm qua đến sáng nay, do ảnh hưởng của rãnh mây dông nên mưa rào và dông vẫn diễn ra ở nhiều nơi trên khu vực Bắc Bộ. Đặc biệt là mưa to và dông mạnh tập trung chủ yếu ở các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình và thậm chí là mở rộng sang cả phía đông như là ở Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và ở cả Quảng Ninh. Do mưa đã kéo dài nhiều ngày nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt là tại các tỉnh như ở Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái và Hà Giang. Bởi vậy, bà con cần phải hết sức lưu ý. Một tín hiệu đáng mừng là từ trưa nay, dãy áp thấp gây mưa cho các tỉnh Bắc Bộ đã suy yếu dần, nên mưa cũng sẽ giảm dần về cường độ. Những cơn mưa rào chỉ còn tập trung vào đêm và sáng. Bắc Bộ sẽ có nắng nhẹ về trưa và chiều, với nhiệt độ có xu hướng tăng thêm khoảng từ 1 đến 2 độ, dao động trong khoảng 31 đến 33 độ. Riêng khu vực đồng bằng và trong đó có thủ đô Hà Nội thì nhiệt độ sẽ nhỉnh hơn một chút ở mức là 33 đến 34 độ. Sau đó, sang ngày mai và ngày kia, trời sẽ chuyển nắng nhiều hơn vào ban ngày, nắng nóng có khả năng xuất hiện trở lại tại khu vực. Rãnh mây dông cũng ảnh hưởng tới khu vực Bắc miền Trung. Từ đêm qua đến sáng nay, các tỉnh Bắc Trung Bộ trời vẫn có mưa xảy ra ở nhiều nơi. Tại các tỉnh như là ở Thanh Hóa, Nghệ An vẫn xảy ra mưa vừa, mưa to. Sau đó, cũng giống như Bắc Bộ, từ trưa nay thì khu vực phía Bắc miền Trung sẽ dứt mưa, trời chuyển nắng trở lại và nhiệt độ tăng lên trong khoảng 33 đến 34 độ. Trong khi đó, thì các tỉnh từ Trung Trung Bộ, từ Quảng Bình trở vào cho tới Quảng Ngãi, trời sẽ có nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất tăng cao ở mức là 34 đến 36 độ. Từ ngày mai và ngày kia, toàn khu vực có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng là 35 đến 38 độ. Riêng vùng núi phía Tây, nhiệt độ có thể vượt ngưỡng 38 độ. Độ ẩm ban trưa giảm thấp chỉ còn từ 50 đến 60%, nên sẽ càng tăng thêm cảm giác khô nóng. Người dân khu vực này cần đặc biệt lưu ý đề phòng khả năng cháy rừng cũng như khả năng chập nổ điện ở khu dân cư đông đúc. Ngày hôm nay, trên cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ hầu hết các nơi chỉ phổ biến trong khoảng 32 đến 33 độ tại Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 28 đến 30 độ. Đến chiều tối, gió mùa Tây Nam tại các tỉnh phía Nam hoạt động mạnh dần. Vì thế, trong đêm nay và chiều tối mai, mưa dông tại Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ diễn ra nhiều. Một vài nơi có lượng mưa vừa đến mưa to, kèm theo dông sét, gió giật mạnh. Đặc biệt là tại các tỉnh phía Bắc Tây Nguyên, khu vực miền Đông và các tỉnh ven biển miền Tây của Nam Bộ. Trên biển, do ảnh hưởng của dãy áp thấp hoạt động mạnh nên ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, tiếp tục có mưa dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 cho đến 3,5 mét, biển động. Ở vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, đề phòng nguy cơ lốc xoáy, gió giật. Khu vực Nam Biển Đông và huyện đảo Trường Sa có mưa rải rác. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bà Rịa, Vũng Tàu đến Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan sẽ có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7. Và tin thời tiết sáng ngày 18 tháng 6 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.